Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay Giải trí miền Tây đưa các bạn đến một cái ngôi nhà vắt vàng các bạn nha. Ở khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ các bạn. Ở bên ngoài các bạn thấy cái kiến trúc của cái ngôi nhà rất là giống cái thời Pháp các bạn ha. Bởi vì đây là khu vực Bình Thủy. Khu vực này thì ngày xưa các bạn còn những cái khu nhà cổ rất nhiều, như khu vườn lan chẳng hạn. Thì cái ngôi nhà này cũng dựa trên những cái kiến trúc cổ như vậy và pha lẫn với cái kiến trúc hiện đại. Chính vì đó tạo nên một cái ngôi nhà rất là đẹp như thế này các bạn. Đó, các bạn thấy trên màn hình ha. Bởi vì mình đi ở ngoài lộ quay vào á, có xe. Ở đây là hai mặt tiền và xe lớn chạy qua chạy lại, cho nên hơi giật cái màn hình một tí, các bạn xem thông cảm nha. Và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để các bạn luôn là người nhận được video sớm nhất của Giải trí miền Tây. Cái ngôi nhà này đó các bạn, là diện tích ở trong ngôi nhà ngang chính dài 27 các bạn. Đó. Nhìn bên ngoài các bạn thấy một cái khung rất là lớn ha, và rất là đẹp, rất là vững vàng như vậy. Đó, để mình quay sơ ở bên ngoài cho các bạn xem trước, rồi mình sẽ vào bên trong để quay chi tiết. Nhưng mà vì cái ngôi nhà này gọi là đang hoàn thiện nha các bạn, chính vì đó thì ở bên trong có những cái chi tiết chưa có hoàn thiện các bạn. Nhưng mà mình được cái anh quản lý ở đây và cho phép mình vào để quay, để làm cái video cho các bạn xem cái ngôi nhà vắt vàng ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đang hoàn thiện các bạn ha. Bởi vì nếu là cái ngôi nhà mà hoàn thiện rồi á thì chúng ta không có thấy những cái tình tiết như thế này, cái cấu trúc mà đang hoàn thiện đó các bạn. Ha, cầu thang xoắn đi lên như thế này, giống như ở cái vườn lan đó các bạn, ngôi nhà cổ ha, cái thời Pháp đó các bạn. Đó là cái những cái tiểu tiết nhỏ lớn ở cái ngôi nhà này là do cái anh chủ, các bạn thấy nè, chính diện của ngôi nhà như thế này các bạn, rất là đẹp ha. Cái cổ kính pha lẫn với cái hiện đại các bạn thì nó tạo nên một cái không gian hay là cái khung cảnh của ngôi nhà rất là tuyệt vời như thế này các bạn. À, các bạn nhìn vô ha. Rồi mình sẽ, nếu là các bạn yêu thích bình luận ha, hoặc là các bạn xem hay đăng ký kênh thường xuyên, thì để mình biết được là cái bạn có thích cái ngôi nhà này không. Và mình sẽ thường xuyên review, cách một khoảng thời gian review đến khi nào cái ngôi nhà này hoàn thiện thì thôi. Đây là những cái tiểu tiết nhỏ mà các anh nghệ nhân đang vẽ đó các bạn ha, rất là khó vẽ luôn, những cái tiểu tiết ở trên cái cây cột nhà hàng rào đó các bạn, chứ không phải là ở trong nhà nha, nhưng cũng được làm rất là sắc sảo, những cái tiểu tiết của một cái người nghệ nhân mới có thể làm được, chứ không phải là một cái người thợ hộ bình thường có thể làm được các bạn. Những anh này là thuộc hàng nghệ nhân không đó các bạn nha. Và chỉ ở đây là chỉ có hàng rào ở bên ngoài, các bạn còn thấy nó cổ kính như thế nào rồi đó. Còn bây giờ mình vào trong để review cho các bạn xem nha. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Cái mục đích của ông chủ nhà là ông xây cái nhà này là ông ở hay là ông có cho tham quan hay là gì không ta? Tương lai sao là cho tham quan, còn mở cái quán cổ ở dưới bến. Tức là ở đây là xây cái nhà để mai mốt cho khách du lịch tham quan ấy ha. Wow. Chưa, wow. Đấy đó, tôi phải đi tham quan mới được, nhà đã quá trời đã luôn. Nhìn cái cổng vàng không ạ? Dắt vàng hết luôn rồi đây ha. Đây, dắt vàng luôn rồi nè, mà người ta đang bọc lại. Bọc lại đúng rồi. Đó.
quá trời đẹp luôn. Như vậy là cái tôi thấy cái này là nó bằng vàng luôn rồi đó hả? Giác bên ngoài đó. Đúng rồi, cái này bằng vàng. Bên này bằng vàng. Giác vàng luôn rồi đó ha. Tôi cũng có đi một số cái nhà giác vàng ngoài ở ở nước ngoài nha, như Nhật Bản rồi đó. Nhưng mà lúc đó ở Việt Nam mà chưa thông dụng. Người ta sẽ bán vé cho khách du lịch. Đẹp quá ha. Ở Cần Thơ mình đang cũng đang có là cái nhà giác vàng. Ở dưới Hồng Điền đó hả? Đâu dưới Cần Thơ mình không biết cái nào. Coi trên mạng. Ờ. Quá. Bên đó người ta sẽ có người làm chuyên nghiệp của người ta ha. À, bên chuyên nghiệp giác vàng. Quá trời đã rồi. Mai mốt cái này mà cho khách du lịch là người ta sẽ tham quan dữ lắm nè. Wow, cái này là giác rồi hết luôn nè. Nhìn thấy nó đã gì là biết là giác vàng xong hết rồi. Cái trần ở trên thì thạch cao, còn cái hoa tiết là vàng hết. Quá đẹp luôn. Cái này là bằng vàng hay là bằng... Cái này rồi gạch màu vàng. À, gạch này mắc tiền ghê luôn. Đúng rồi, dữ lắm, mất tiền. Đó, Cần Thơ sẽ xuất hiện ở Bình Thủy một cái nhà giác vàng tiếp theo. Bữa nay là đang hoàn thiện cho nên là có một số còn mảng tường là đi không đặt vàng. Đặt vàng hết luôn. Quá đẹp luôn. Nhà này bề ngang mấy, bề dài mấy anh ha? Ngang 9 dài 27. Wow, nhìn cái ở trên nó gọi là nó lộng lẫy á. Cái khung cảnh nó gọi là nguy nga lộng lẫy, rất là đã. Đúng rồi, giống như cái cung điện ngày xưa của vua chúa vậy ha. Đi cái tiểu tiết ở trên quá trời đã luôn nè. Nói chung làm là không có bản vẽ. Không có bản vẽ luôn. Làm cái tư tưởng của ông chủ nhà. À, ông nói sao làm vậy? À, ông tư tưởng rồi mình. Ông nói tư tưởng đó mình phát quả ra. Mình quả ra trước. Mình quả ra. Hợp lại thì làm. Vẽ, mình vẽ theo cái ý của ông á. Ủa cái ông này ông có ngủ nằm mơ gì không mà ông làm cái nhà đẹp vậy? Chứ không có tâm linh gì phải không? Nghe nói gạch này hả? Ờ. Gạch này nè. Nói chung là tạo cái gạch đó là nguyên viên mình cắt dụng dằn miếng bằng ngón tay ráp lại. Wow, quá đẹp. Mấy cái dòng nguyệt đó, tròn đó là tạo mình cắt miếng bằng ngón tay. Tiếp. Nhà cổ, nhà giác vàng thứ hai đây nè. Ở Cần Thơ nè. Đó. Quá cho đẹp luôn. Nhìn mấy cái này rất là tỉ mỉ nha anh. Anh thứ mấy? Anh thứ 8. Anh 8. Anh nhìn cái hoa văn nó rất là tỉ mỉ luôn. Cái này cũng chuyên nghiệp, khó làm lắm chứ không phải dễ đâu nghe. Mất thời gian lắm anh Tám? Trời, nhà này gần 4 năm rồi. Trời ơi, gần 4 năm mà cái nhà. Ở trên đó, cái này là cái lỗ thông gió nè. Không, cái đó là cái do cái đó với cái lỗ bên này, cái lỗ đó là cái mới làm năm thì trần. Tôi mới làm năm. Còn cái này là đang đục tường để giác vô đây ha. À đúng rồi. Trước đây tính làm cái bệ để trưng bày thôi, nhưng mà cái này không sạch. Không sạch. Bên đó là mình cho lại cái đường mình làm cái rượu ở đây. Trưng bày rượu ở đây. Còn cái bàn này xong chưa ta? Xong rồi, bàn này bằng đá. Đá quý luôn đó ha. Đá nhập nước ngoài đó. Đá nhập nước ngoài luôn nè. Giờ chưa có hoàn thiện cho nên mình đâu có chưa. Có quản đó. Ừ, đây là mua đồ Hà Nội không anh? Qua văn nó từ cái thì chút. Cái này là giác vàng nè, cái này là đá nè. Từng cái qua văn rất là tỉ mỉ, rất là đẹp như thế này luôn. Đã quá trời đã. Cái này là cái bông hoa hả ta? Giống như cái da lá, chiếc lá hả? Đúng rồi, như lá rồi. Quá trời đẹp. Tám là làm xuyên suốt đây 4 năm rồi đó hả? Ờ, làm cho 10 năm rồi.
Dạ nếu mà cam mi á, ông mong ra đi ra cam mi. Đừng ra Thái An á. Cam mi chắc biết chị trước rồi quá. Dạ cái khúc nào ở chị trước duyên đồ bán quần áo ngay chỗ chợ cam mi đó. Về mua sắm nói chung cũng không gần. Không gần ha. À bên vợ của anh hả? Cái này là gạch nè. À gạch. À, cái này hình như là bao nhiêu phòng anh Tám? À trong đây là một phòng, phòng lớn đó. Cái này là phòng phòng gì ta? Phòng ngủ hả? Phòng gì? Phòng ngủ hả? Phòng gì? Này phòng ngủ rồi đây chứ trên. À lên trên gác nữa hả? Nhìn cái đẹp quá anh Tám ơi. Chưa xong ha. Wow. Cái này là dắt vàng hay là cái gì anh Tám? Hay là à, cái này riêng cái này và cái này là nói chung là không có dắt vàng. Cái này là sơn nhũ vàng. À sơn nhũ vàng. Nhưng mấy cái này là toàn sơn nhũ vàng không. Chứ không phải là dắt. Cái này phòng ngủ này. Cái phòng này là không có dắt. Sơn nhũ. Mình nhìn thấy sơ sơ rất là đẹp. À. Quá đã luôn. Anh mà là lãnh cái nhà này anh làm rồi thì mai mốt chắc là nổi tiếng rồi tao. Cái này là làm cho là không theo ý tưởng mà. Đâu phải là kiến trúc sư mà vẽ nổi cái nhà này. Nó vẽ thì được rồi đó, nhưng mà cái ý của cái ông chủ nhà người ta nó khác. Đúng rồi. Rồi cái như anh làm á là anh phải hiểu được cái ý của ông chủ nhà. Đúng rồi, ông nói tới đâu mình phải hiểu tới đó. Để mình lựa cái ý tưởng của ông làm cái gì. Để mình khế hợp vô cái nhà cho nó ăn ăn ý nó vẽ ra. Đẹp. Vẽ ra tích hợp bằng cái hoàn vào được trước đó thì là mà là cái bản vẽ nhiều cái thế. Giống mình học được tư tưởng với nhau á. Tương thông. Nói mà mình hiểu. Hiểu là mình vẽ. Mình thiết kế ra. Hay quá. Toilet có dắt vàng không? Wow, toilet đẹp ghê không? Đó, toilet nè. Quá đẹp luôn. Toilet rộng rãi luôn. Em tên gì vậy? Em tên là Di. Di hả? Di, Di. Di, Di hả? Dạ. Chỗ nghe đó anh hỏi là chỗ chị Sáu bán đá rồi kia biết em. À. Thì ngay cái đoạn đó ở đó mà. Đó đây, ba phòng ha anh Tóc. Này chứ không. Kết cấu giống nhau hả? Ồ cái toilet ở đây thì nó nằm ở bên này. Ở trên đó. Dạ. Wow. Này phòng tắm nè. Này vừa một người tắm nha. Phòng đó. Đá rất là đẹp. Toilet ở đây. Tắm. Này là lavabo để miệng súc mặt súc màng. Đó rất là đã luôn. Chiều lên phải chạy về không anh Tám? Chiều anh về. Cái đá này thì không là màu vàng mà là cái màu giống như bạc vậy đó. Cái gạch này gạch này mặt ghê lắm. Mặt lắm ha. Nói chung là gạch này là còn gạch nào cũng mặt. Dạ. Gạch mà để lót toilet. Em có biết cái massage để nhất không? Thấy rồi chị không có vô. Massage để nhất tới đủ quán đó. Biết. Cái này gọi là phòng gì anh? Sinh hoạt chung hả? Bếp hả? Đó, ở trên này có cái trần này thì thôi quá đã luôn nè. Đi xuống từng cái qua tiếp. Đó, trên cái trần xuống nè. Điện nè. Đó, đi đường điện âm ở trong này luôn.
phía sau này là hết đất luôn hả anh Tóc? À, ông già bà già của ông này ha. Dạ. Ủa, nhìn cái hoa tiết ngoài này nó cũng đẹp nữa. Cái này là ông làm hết 80% rồi. Nhà cái bên quá cái đẹp. Nói chung ở đây là làm hết trơn. Đá là biết toàn bộ làm đó mà. Dạ. Chúng nó về đá. Là bà bật đầu ha, bật cái kệ đá. Nhà Tấm. Xem nhà Tấm không hẹn chơi một người luôn. Nhà Tấm nhỏ vậy thôi. Mình rất là hiện đại nha. Nhà Tấm này là rất hiện đại. Trong nước mình cũng không có mấy cái mà nó đẹp được vậy đâu. Khách sạn là không có đâu. Mày chỉ có đại gia phải làm nổi này. Quá đã. Dòi sen này là cũng là whip đó chứ mà. Quá đẹp anh Tám ơi. Bên kia nhà tắm một bên này toilet riêng. Tại vì cái này nhà bếp mà. Bên này cũng là tắm rửa cái gì cũng được. Cũng được. Để dành riêng là bên dưới nam. Đúng rồi. Tại vì cái này tiểu nam. À tiểu nam. Còn mình thì dành cho khách nữ. Anh em mình đi. Đó là cái ngôi nhà rất là tinh xảo như vậy các bạn, rất là đẹp ha. Từ ở bên trong đến ở bên ngoài, những cái nguyên vật liệu dù nhỏ hay lớn cũng được mua từ ở Hà Nội hoặc ở nước ngoài gửi về các bạn nhé. Cho nên là cái ngôi nhà này xây hơn 4 năm rồi, rất là tốn kém. Và được là như vậy rồi các bạn. Thì mình cũng thường xuyên review cho các bạn xem nha. Và các bạn xem video này, nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye các bạn.